Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số mặt dây di lặc chất liệu đá, sapphire, ngọc bích, ngọc jade nhé. Thì trên tay em đây là mặt cụ di lặc thế ngồi màu xanh dương. Đấy. Đây, thế Phật chạm rất là sắc nét, cụ rất hoan hỷ nhé, cụ di lặc rất hoan hỷ. Tay cầm đỉnh vàng. Mặt này bên em ra giá là 8 triệu 6 nhé. Anh chị nghĩ mặt này thì báo em nhé, 8 triệu 6. Tiếp theo cũng là một mặt của di lặc. Mặt này thì cỡ thì cũng chỉ là cỡ hai đốt ngón tay thôi. Rất nhẹ nhàng. Đấy, không quá mặt không rất là mỏng này, đấy, không quá dày. Chiếc đá sapphire hoàn toàn. Thế Phật ngồi. Nhẹ nhàng thôi. Con này bên em bao giá đồng giá 8 triệu 6 nhé. 8 triệu 6. Rất đẹp. Tiếp theo cũng là mặt cụ di lặc rất là đẹp. Cái viên mặt xá, đá sapphire này là màu đen xám nhé, đen xám anh chị ạ. Rất bóng, sáng bóng, cỡ cũng hai đốt ngón tay. Mặt này bên em giao ra giá 6 triệu rưỡi nhé. Anh chị nghĩ có sự duyên với mặt nào báo bên em nhé. Tuyệt vời, chạm rất sắc nét này. Tiếp theo cũng là mặt rất tuyệt vời, màu xanh đều này. Đấy. Thế cơ ngồi cũng rất hoan hỷ. Anh chị ứng ý hữu duyên mặt này báo em bọn em nhé, rất tuyệt vời, chất liệu sapphire thiên nhiên hoàn toàn, rất sáng bóng. Tiếp theo một mặt dây cũng rất tuyệt vời, chạm rất tuyệt vời, chất đá cũng rất tuyệt vời, màu xanh. Thế Phật ngồi rất đẹp, cỡ thì cũng hai đôi ngón tay, nhẹ nhàng thôi, rất bóng này, sáng này. Mà này bên em giao ra giá là 12 triệu nhé. Đây. Thì với những mặt này thì mình làm viền vàng trên đỉnh mình sẽ là một viền hào quang ở trên, đấy, dưới sẽ là một đài đồng tiền nhé, để cho Phật ngồi nhé. Rất tuyệt vời, rất nhẹ nhàng thôi. Anh chị hữu duyên mặt này báo bọn em nhé, mặt mình giá là 12 triệu. Tiếp theo cũng là mặt rất tuyệt vời, màu xanh. Cỡ cũng chỉ hai đứa ngón tay thôi, cũng rất là hài hòa. Đấy, mặt dây làm viền vàng mỏng, mặt dây là rất là đẹp. Chất đá sapphire rất sáng bóng này. Sau khi hoàn toàn anh chị nhé. Mặt này bên em giao ra giá 12 triệu nhé. Anh chị hữu duyên thì béo báo bên em nhé. Rất tuyệt vời. Màu xanh rất mướt. Tiếp theo cũng là mặt Phật rất đẹp. Chất đá sapphire này. Chạm tay chạm sắc rất cụ rất hoan hỷ, sắc nét này. Mặt này bên em giao ra giá là 16 triệu nhé. Anh chị hữu duyên mặt này báo em nhé, cỡ hai đôi ngón tay thôi. Đấy. Rất tuyệt vời. Làm viền thì em cỡ thì cũng rơi tầm khoảng đi một không nửa chỉ đến một chỉ, căng lắm chỉ rưỡi vàng thôi. Đấy. Là một một mặt dây rất là đẹp, chắc chắn. Mặt này 16 triệu nhé, anh chị hữu duyên thì chụp ảnh lại báo cho em bên em nhé.
Tiếp theo em giới thiệu thêm cho anh chị một mặt đá ngọc cẩm thạch, ngọc rết, chất đá màu xanh nhé. Đây, trên tay em này. Đó. Phật ngồi rất hoan hỷ, tay cầm đỉnh vàng này, tay được đỉnh vàng này, tay này cầm đồng tiền này, rất đẹp. Kích thước thì cũng không quá lớn đấy, cũng nhẹ nhàng thôi anh chị ạ. Rất rất nhẹ nhàng thôi, làm viền vàng bao quanh thôi là mặt rơi rất là cố định chắc chắn rồi nhé. Mà này bên em giao ra giá 8 triệu 2, anh chị hữu duyên thì thỉnh cụ về nhé. Cụ Di Lặc 8 triệu, giá là 8 triệu 2, chất đá ngọc rết cẩm thạch thiên nhiên hoàn toàn, màu xanh nhé, màu xanh sáng nhé, tuyệt vời. Tiếp theo em giới thiệu thêm cho anh chị cũng mặt dây ngọc bích, đây là chất ngọc bích nhé. Tay cụ Phật, tay cầm đĩnh vàng này, tay cầm đồng tiền này. Đấy. Mặt dây rất chất đá ngọc bích thiên hoàn toàn đấy, rất sáng bóng. Mặt này bên em giao ra là 4 triệu 2 nhé. Anh chị hữu duyên này chụp ảnh lại cho em nhé, bên em sẽ tư vấn cho anh chị. Tiếp theo trên mặt trên tay em cũng là một mặt dây ngọc bích, cụ Di Lặc cũng tay tay cầm đồng tiền này, tay cầm gậy Như Ý này, chất đá ngọc bích rất xanh và sáng bóng. Đây mặt dây này cũng cỡ hơn hai đứa con tay một tí, rất hài hòa này, rất hài hòa, nhẹ nhàng thôi, làm viền vàng mỏng thôi, rơi tầm khoảng một chỉ vàng nó rất ok. Đấy, bên em cũng vừa sản xuất ra xong một cái mặt đã lên vàng ở cái mặt này rồi. Đấy, cũng rất là đẹp, tuyệt vời, gọn gàng chắc chắn. Mặt này bên em giao ra giá là 6 triệu nhé anh chị nhé. Thì anh chị hữu duyên mặt này thì cứ báo bên em nhé, chụp ảnh lại và báo em, bên em sẽ tư vấn bố trí thiết kế cho anh chị nhé, anh chị xem tham khảo giúp em nhé.